Valentine sắp tới rồi mà cảm thấy không chạy kịp deadline cho Valentine thì khỏi lo, vì đã có em bếp từ đơn của nhà Xiaomi. Cô đơn của bạn, ta-da! Thiết kế cực kỳ siêu mỏng với độ dày thân bếp chịu vòng vẹn là 23mm, dễ bố trí ở mọi không gian bếp. Nổi bật với các góc cạnh được bo tròn sắc nét, tông màu trầm tối chính là ưu điểm thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng. Sử dụng hệ thống làm nóng hiện đại, công suất hoạt động lớn là 2100W cho khả năng gia nhiệt nhanh chóng. Tích hợp chip thông minh và công nghệ IGBT, bếp còn khả năng làm nóng liên tục ở mức công suất thấp là 100W mà không bị gián đoạn. Chẳng giống cờ rớt, cứ sáng nắng, chiều mưa, em này có gì lạ. Thể hiện luôn qua cảm biến nhiệt, khi nhiệt độ đạt đến nhiệt đặt trước, bếp sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt nguồn trong trường hợp không có nồi và gửi lời nhắc âm thanh đến người dùng. Núm vặn OLED điều chỉnh linh hoạt với 99 mức nhiệt. Công nghệ NFC thông minh kết nối bếp điện từ với điện thoại chỉ trong nháy mắt. Trang bị quạt biến tần DC kép giúp bếp tản nhiệt nhanh và hiệu quả. Nhà sản xuất cho em này một thiết kế nhỏ gọn, siêu mỏng và hiện đại, nhưng mà lại quên hướng dẫn sử dụng. Thật ra là có, nhưng chẳng cần thiết vì em này quá là dễ dùng. Chỉ cần xoay núm điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn tạm dừng và giữ để bật tắt. Đơn giản nhưng mà vẫn cảm thấy đầy đủ khi mà có thể tự chăm sóc bản thân mình với cái món ngon từ bếp đơn Xiaomi. Một món đồ quá là xịn sò, còn đợi chờ gì nữa.